Trong cái video vừa rồi xem qua đó thì có một cái chi tiết rất là ấn tượng, đó là anh nói mọi người, anh rất cam đoan là mọi người hãy giữ trữ đồ ăn đi, nếu không sử dụng trong năm 2020 mang tới đây anh sẽ hoàn tiền lại. Anh đã vì nhìn thấy điều gì mà anh kêu mọi người giữ trữ đồ ăn mà cái chuyện đó đang xảy ra hiện nay à? Thì là Phật người cha ông lộ thân cái đó đó nguyên văn khoảng mỗi thường mỗi Tết đó, ở trên xuống là như cha xuống gia đình xuống tất cả các chi vị xuống thăm kiệt Tết rồi chúc Tết qua lẫn giống như người thường mình vậy đó. Thì cái năm đó thì trên cho biết đó là năm cuối cùng của Hạ Quân. Kêu Kiệt đừng có làm ăn, đừng có bỏ tiền ra nhiều, chỉ lo tu tập và lo núi, rồi chờ đón Phật Di Lặc sẽ ra đời, sẽ nhân loại sẽ phải trải qua thời kỳ khó khăn. Khi mà trên nói vậy á, thì cái qua ngày sau là Tết thì kêu Kiệt ngồi đó thì sẵn cái đầu vượt còn nhớ nhớ ngày qua mấy vị vừa dạy thì Kiệt mới nói luôn, thì Kiệt mới confident Kiệt mới nói được. Mấy gì nói làm sao Kiệt nói lại vậy thôi chứ Kiệt cũng không có biết, nhưng mà Kiệt có cái duyên là trên hay hay về dạy dỗ Kiệt làm sai thì cũng bị phạt hải hái. Thì khi mà hôm cái video nói có nhiều người là không tin, người ta ứng Kiệt nói để mà nổi tiếng thì Kiệt không thích nổi tiếng gì chứ, nổi tiếng mệt á, biết không, có ngày nó lo bận rộn 300-400 nhân viên, nó lo 1 tháng mấy triệu phát lương thôi cũng khùng, đâu có rảnh đâu mấy vụ này. Chẳng qua mình thấy từ bi với thấy người đời không có hiểu, rồi cứ chạy lăn tăn làm mấy cái chuyện không công mà tốn tiền người hao hơi tổn sức không hơi phí, thì Kiệt mới thấy gì nói mấy câu rồi ai tin tin tốt, không tin cũng không sao, thì cũng có giúp ích được rất là nhiều người. Một số người bên Việt Nam có video đó thì người ta cũng mua đồ ăn ở bển. Ở Việt Nam á, bây giờ cũng phải nên mua, nên về đồng quê ở. Chứ nước Việt Nam sao nước chết hàng thứ nhì vậy đó. Trung Quốc nó không phải là mấy ngàn người đâu, mấy vị nói gần cả 500 ngàn người chết rồi đó, gần có triệu rồi đó. Chẳng là nó láo à. Ở đây á, người đời á, cần có đa đà, những nhà khoa học, mấy đó là chỉ là 1% của khoa học thôi. Cái tầng mà hiểu cao siêu á, mấy nhà khoa học càng dính nhiều cuốn sách chừng nào càng xa với thiên tính chừng đó. Con người của mình á không phải học một kiếp này mà nó từng học nhiều đời nhiều kiếp, nó đã tích trữ trong cái nó lực của mình, thì khi bây giờ mình lấy kinh nghiệm của những tiền kiếp mình làm việc thôi, cái con học thế gian chỉ là cái paycheck thôi, đâu là gì đâu. Vậy thì cái hậu quả của coronavirus này về mặt nhân mạng trên toàn thế giới nó ở cái mức độ như thế nào thưa anh? Cái đó đó thường giống như mình play for tất cả thời gian này, nó là một trong những cái condition, những cái strategy, mình gọi là chiến lược đi, để mà break nước Tàu làm 5-6 nước. Sau này sẽ có chiến tranh thứ ba sẽ nổ trong năm nay, 4 năm trước, 5 năm trước đó, nếu mà Kiệt nói chuyện với cái gì trên á thì nói cái đập Tam Hiệp sẽ dở. Khi việc nghe mà dở cái đó là mấy gì nói chết cái triệu người á, thì hoảng hồn. Mỗi lần mà khấn á thì việc bị giảm thọ hoặc là bị bệnh muốn khực khừ luôn á, nhưng mà cậy đó thà đổi để đổi sinh mạng, thì cái đó Kiệt khấn. Cho tới ngày hôm nay mà cái lần cuối cùng mà Kiệt nói hồi khoảng trước Tết Việt Nam, Kiệt nói chuyện với mấy vị về vụ đó, mấy vị nói á, ở trên Phật trời cũng không có muốn đập đó bể, nhưng cái quyết định cuối cùng á, nhân loại những nhà tiên tri mình nói nha, giỏi nhất trên thế gian cả một chặng trình là ổng là người nói chuyện gì nè, chỉ có 85-90% thôi, 50% còn lại á, là do cha quyết định và chót, không ai biết chuyện đó. Còn cái đập á, nó có thể bể và không có thể bể, ăn thua mình bây giờ có chịu khấn lại cho nhiều hay không thôi. Mà cái đó Kiệt đã khấn rồi, cả cái bom nguyên tử đúng ra bây giờ nổ nè, Kiệt cũng đã khấn. Thì có cái video hồi tháng rằm tháng 7 Kiệt khấn cái đó, ở trên nó là hứa approve, gọi là approve là không ấy, không có bom nguyên tử kỳ này. Thì cái corona này á, là chuyện
mình nói nó cũng từ bi đi, cũng là đau lòng á, nhưng mà nếu mà không có gì á, không lẽ chung cộng ở đó hoài á, mấy vị nói là thiên ma nó chiếm gần hết quả địa cầu, thiên ma là chung cộng, mà nếu mà không có những cái mãi lợi á, thì sẽ không có gì ngăn lại tụi nó. Thì hiện bây giờ ở trên trời á, trên trời có là hội đồng chư Phật và tam thánh tòa, cũng như y như mình thế gian thì cũng có tòa án, cũng có quốc hội rồi này nọ, ở trên cũng y như vậy á. Thì hiện giờ tam thánh tòa đang xử nó chảnh, kêu nó phải rời khỏi trái đất trả lại cái thiện và cái thật cho nhân loại, để cho nhân loại á không có còn u mê nữa, mà sống một cách đàng hoàng. Ở thế gian này á, mình cũng giống như cái gì ta, cũng giống như vở kịch đó. Tôi cũng đang đóng kịch nè, anh cũng đang đóng kịch đó. Thì mình đóng làm sao cho đẹp cái màn kịch này, để cho nó khi về thanh thản, cho đời sống thật sự của mình nó không phải đây trên kia. Anh biết mỗi lần mà tôi về nhà thiền định, tôi cũng như con kiến vậy, con người ở trển nó bự bằng cái cột đèn đó. À, mà không biết ở dưới này mình cái gì cũng tưởng đâu thiệt, cái này gì cũng giả chứ. Nói hơi Dạ, xa. thưa anh, cái anh nói rằng là cái đại dịch này nó sẽ được chấm dứt khoảng vào tháng 7 năm nay, nó sẽ được chấm dứt bằng À, cái chấm dứt không có biết chấm dứt nhà, mấy vị nói tới tháng 7 mới có tiến triển chứ không, mấy vị không có sure là chấm dứt tháng 7 còn muốn thì là tối nay tôi ngồi tôi nói chuyện lại tôi coi làm sao, chứ còn Dạ. bữa mấy vị nói là tới tháng 7 là bắt đầu mới thấy cái đường Dạ. hầm. Yeah. Tới tháng 7 mới thấy được tiến triển, thì tiến triển đó nó đi từ nó được được tiến triển từ từ cái nguyên nhân gì gì thưa anh? Thí dụ như là được có thuốc chữa, hay là nó tự nó đi, hay là như thế nào ạ? Anh phải anh hiểu như vậy, tất cả con người của mình á, thí dụ như mấy ông bự của mình bệnh đi, mấy ông là người tốt, không ai là người xấu hết, nhưng mà lúc mà mấy thiên ma mà nhập vô tâm ông chuyện thuốc là ông ký tờ giấy thôi là biết nhiều người ấy, thì thiên ma quỷ sứ nó muốn nhân loại chết, còn Phật á, thì muốn mình sống mạnh khỏe để mà tu tập để thăng tiến về mặt tinh thần để đi về về trời á, mình đâu phải ở đây đâu. Thì ở trên á có thể cho một nhà khoa học nào tự nhiên nghĩ ra cái đó thì đó là một cách, hoặc là thường cái đó là cách đó. Cái thứ hai á, thường nghĩ là chứ không phải là qua mùa đâu, cái này là do chất của Trung Cộng nó chế ra, mà là đâu đâu phải như bệnh bệnh cảm bình thường. Nhưng mà nếu mà mình phải nói như vậy, cái quả địa cầu của mình á nó cai trị bởi thiên ma, giống như tụi nọt Rothschild, nó đâu có thờ Phật thờ Chúa, mà nó là Trillion Trillion thiên ma. Mình xuống đây á, mình phải nhờ nó mình mới thăng tiến. Thì tụi nó về mặt vật chất thì lên ai làm chuyện ác hay giàu là vậy. Còn cái corona này á, là thì nãy mình nói nó là một trong những lý do để mà làm nước Trung Quốc tan ra, và một cái chính phủ mới sẽ ra đời ở Trung Quốc. Nếu mà chính phủ mới không ra đời, hoàng sa đâu trả lại bình thường. Chính phủ mới của Trung Quốc và chính phủ mới của Việt Nam hợp tác nhau, hòa thuận nhau, có Mỹ nữa, thì tất cả mình nó mới gọi là bất chiến tự nhiên thành, chứ không lẽ ông chương trình ông nói không có gì bằng chứng ông dám nói à. Rồi hoàng sa trường sa trả lại nhưng mà không có giọt máu nha, chứ còn miền Nam miền Bắc mà nổi về đánh nhau là chuyện mới thích, không có trả thù nữa. Là ở trên Phật dạy, mẹ dạy, Phật mẫu dạy là không có trả thù, đó là cái nạn của quốc gia phải chịu thôi, qua ai có phước hưởng cho cứ họ hưởng, không có đốt củi đốt lò nữa. Như vậy là anh nói xin hỏi rõ lại là Trung Quốc sẽ trả lại Hoàng Sa, Trường Sa mà phần nào Trường Sa cho Việt Nam? Trả hết, trả luôn những cái phần đất mà nó nghĩa là hiện giờ á, một ông bộ chính trị là có bốn tình báo Hoa Nam kè sau lưng của ổng, thì làm sao ông làm thấy ông được, chưa chắc ông muốn làm, nhưng mà nhiều lúc bên kia làm gì cũng giống như giờ anh cứ giả sử gì nha, giống như Kiệt đi,
điện đám ăn cướp nó vô nhà với súng đấy, để đồng bọn nó kế bên. Nhưng mà lúc xưa thôi thì mình gì cũng nghe lời nó, nhưng ngay trong lúc này mình cứ như mình nghĩ giống gì ở ngoài sân có một cái SWAT team, có một cảnh sát bắt đồng bọn nó ngoài rồi, ở trong mình cũng phải tự đứng dậy để mà ấy, chứ mình đâu có thể bị thằng cướp nó cứ dí súng đầu trong nhà mình hoài. Ở ngoài cũng có cảnh sát đang lo cho mình, cũng bắt được đồng bọn nó mới ngoài rồi, nó cũng yếu thế rồi. Thì đại khái trong lúc này theo yên nghĩ á, đừng sợ Trung Quốc nữa, nó lo nó không xong thì làm sao mà nó ăn hiếp mình nữa được. Thằng trước có đồng bọn nó cũng sắp bị tiêu rồi, thì vô nhà mình á, thì mình miễn sao mình đừng có làm gì mà nó giận, để mà nó gọi là giận cá chém thớt, để cho thằng này nó không bụp chết đi, lửa nổ bên đó thì mình không có gì thì sống. Thì đại khái mấy ông lãnh đạo mình rất là tài nha. Không có để cho Trung Quốc dội bom mình hay là đi xe tăng qua mấy cái freeway, mấy cái đường mà nó mở rộng á, mục đích nó để xe tăng đi qua chứ là phải đi giao thương đâu. Mấy cái không có nên để rừng núi là cho nó khó qua được. Như vậy thì bao giờ Trung Quốc sẽ trả lại cái Trường Sa, Hoàng Sa cho Việt Nam thưa anh? Khi nào Đài Loan tuyên bố độc lập? Khoảng thời gian nó sẽ gần trong vòng vài năm nữa hay không? Không phải bây giờ nè, vài tháng thôi, lý đại năm chuyện mới đây nói là nó không có chuyện vài năm. Thì Đài Loan tuyên bố độc lập, nó nổi máu lên, với lại nó muốn muốn đánh lập hướng ta, nó muốn lấy cái lòng mà gì lòng gì đoàn kết của tụi nó đó. Tụi nó giờ không đoàn kết nữa đâu, thì ăn thua bên Đài Loan Mỹ thôi. Vài tháng nữa Đài Loan sẽ tuyên bố độc lập và Trung Quốc sẽ trả Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam. Tôi biết là tại cái này á, mấy gì chỉ cho biết khoảng 80% thôi, 20% còn lại á, là cha quyết định, tức là thượng đế quyết định. Mà trong năm nay thì mấy vị nói á, là nó sẽ xảy ra. Còn cái người mà ở ngoại mình bây giờ á, nên để dành vốn, để dành tâm tư để mà lo là mình muốn mở hãng kiểu gì. Tại vì nước Việt Nam sẽ replay nước Trung Quốc làm tất cả về ngành sản xuất. Thì trong vòng 3 năm ở nước mình nó thành cường quốc á. Mấy vị nói mà. Mà không lo đó mà cứ lo ở đây á, cái gì á, phe phái bậy bạ không. Bằng kiểu á, để vốn Việt Nam mà lo giúp dân giúp nước. Chứ ở đây mà người mình mà được chức vụ Mỹ khó lắm, để cho ta yên ổn đi. Như vậy thì anh nói Việt Nam sẽ đang mặc dù là đang trong tình hình ảm đạm đại dịch như vậy, mà anh cho biết rằng là Việt Nam sẽ có cái tương lai rất là tốt trong trong thời gian tới. Chẳng những tốt mà còn mạnh nữa. Mấy ổng bây giờ đang lúc mà Trung Quốc lộn xộn đưa quân xuống lấy luôn nước Miên, Lào luôn, là để mà trừ hậu hoạn. Đó là đúng là phải nên làm vậy, phải nên làm vậy. Chứ còn ở đây mà cứ lo mà sợ Trung Quốc là gì, nó lo nó không xong, mình không cần gì phải sợ đó. Nó sắp bị xong rồi. Cái mỗi một cái thời gian mà cai trị quả địa cầu á, nó có cái thời gian thì như cộng sản thế giới từ thời Liên Xô qua vậy, nó hết hạn rồi. Bây giờ muốn cải trời cũng không cải được, cứ gọi là mình nói là thuận thiên đi, đừng nói nghịch thiên. Nghịch thiên nó không có tốt gì. Thứ nhất nó gây thù oán, và những cái thế hệ sau con cháu của những người đó cũng khó ngóc đầu. Còn thượng thiên giờ chót á mà quay lại mà giúp dân giúp nước, rồi hòa đồng với hải ngoại, rồi mang những cái người ta ở đây là học kỹ sư cũng cả chục năm đâu phải dễ. Còn bởi mà muốn học được kỹ sư gì đó, một thằng ở đây về nó chết được biết nhiêu món, thì phải hòa bên đây rồi mời người ta bên đây về, người ta mới đưa đất nước phát triển. Mấy vị nói sau này khi nước ở bển nó yên ổn, Cali liên sẽ có cái nạn lớn, rồi tự động mình cũng đi về, mình không muốn về mình cũng phải về. Về bển này lo phát triển tương lai dân tộc. Còn ở đây cứ đây thì mình thấy là hiện giờ thiên đàng nha, mà kia không biết cái gì, nói sau này tự động mình sẽ có chuyện mình không thích ở đây nè. Anh cũng khuyên mọi người nên lấy cơ hội và
mà về Việt Nam đầu tư, những người mà có điều kiện. Bây giờ là chuẩn bị thủ sẵn nó giống là bây giờ thí dụ như bất cứ những cái loại mà lô thách á, bên Trung Quốc á, nó đang làm gì thì mình cứ vô fry có cô hay là gì á của nó làm, mình đều là mình làm được như nó thì mình làm thì Mỹ nó đều mua hết, tại vì á những cái labor đó đó nó không qua Ấn Độ cũng qua Việt Nam, Ấn Độ làm có được đâu, người Ấn Độ á cái đầu của họ nó ngộ lắm, nó đông dân chứ nó cũng không giỏi bằng mình ít dân thì ít dân, gia đình ít chỉ cần nấu nồi cơm nhỏ thì mở rằng ít ít là gia đình hạnh phúc rồi, còn nó là trời đông trên nó khó nuôi dân, còn mình là toàn là nhân tài nhiều hơn là nó, cho nên cái hai thách á, về Việt Nam là số 1 để dành vốn vừa bán bớt nên lộn, ai được cái gì cái đó yên ta, chuyện ai nấy làm. Cái buồn cái là bây giờ á, mấy ông thầy quốc danh nó nhiều á, không có hiểu, mà đụng tới đụng tùm lum, phải không á, đúng ra là lãnh đạo về tinh thần là phải dạy Phật tử dạy dân chút, không đâu có dạy đâu, phải không á, làm theo chỉ thị không chết. Và các nhà đầu tư về công nghệ ở trên thế giới sẽ đổ vào Việt Nam hay không? Đúng, rất là nhiều luôn, giờ không có Việt Nam ai đâu làm, mà đúng ra Việt Nam giờ chỉ cần có 200 tỷ 200 tỷ qua đây mua mớ công ty bên này là về bển mở bển, muốn mà được cái thôi vốn đó phải là trước tiên là phải thật thà, đừng có nổ nhiều bây giờ rút luôn sổ gạo nữa kìa, nó hù thôi mai mốt cho lại, chứ mình cũng gì thật cứ thật đi, không có cần phải nói thêm, không có phải nổ, không có gì nói chứ. Dân no áo ấm là nhờ đảng, không có chuyện đó, dân no ấm nhờ Phật nhờ trời thôi, chứ không có nhờ đảng nào chứ, thì mình phải thật, thật thì ở trên thương, còn không thật ở trên không có thương, mình sống ba đất đất trên đầu đều có chư Phật thánh thần trên đỉnh đầu, không phải lúc nào mình không có người là không có đâu, mấy vị đầy xung quanh mình. Chuyện đang nói với sư lưng kia có mấy vị đông lắm á, có khấn cha ở trên cũng cho phép nói chuyện mới nói. Ở trong đoạn video vừa rồi cũng thấy anh nhắc tới cái một cái sự kiện rất lớn, đó là chiến tranh thế giới thứ ba cũng sẽ xảy ra sớm. Không biết là có phải trong năm 2020 hay không, nhưng mà anh nói rằng là sẽ xuất phát từ Trung Đông và lan qua đụng tới cả Trung Quốc lẫn Nga. Anh có thể nói đôi chút về cái việc đó ạ? Thì Trung Đông rồi bữa giờ nó quýnh bệnh thấy không, Mỹ nó giao là bên đó lại cho Nga, nó bữa giờ đang đánh là nó khởi xướng Trung Đông rồi, thì bây giờ Mỹ nó kéo qua nó dồn sức về về về, về Á Châu về Biển Đông, nhưng mà anh nhớ cái cơ vận á hồi xưa đó là muốn không phải ông Kissinger hay Mỹ bán mình đâu. Chẳng qua là giống như muốn tách rời Trung Quốc hay ra khỏi Liên Xô á, thì Mỹ xài chiêu đó, hôm nay Mỹ cũng xài chiêu y chang kiểu hồi xưa lại vậy. Mình cũ đựng nước mới để mà thì đó đã nổ ra đó, chỉ còn có một cái là thiếu Đài Loan tung gì tuyên tuyên bố độc lập nữa là xong, ông đầu cộng lại mấy cái bệnh này nữa với bên bển sẽ bị, anh nên nhớ khi cái bệnh này nó không phải là bệnh này nha, công ty đóng cửa phá sản, dân Trung Quốc nó sống paycheck về paycheck đói, cộng với mấy anh châu chấu nữa nó nhiều chuyện lắm, mấy vị nói nó là một trong năm thứ năm thứ để mà làm nước Trung Quốc phải rã ra, nó bắt buộc nó phải có một cái chế độ mới, nó phải trả Việt Nam lại, không có được dí súng vô đầu Việt Nam hoài kiểu này, tôi cũng không thích cái này nè, tại vì mang thân người khó lắm, xuống đây làm được gì lẹ lẹ làm về chứ ở đây chán cái mộng.
Một cái sự kiện có lẽ là rất nhiều người quan tâm mà sẽ xảy ra trong năm nay, và muốn nghe cái từ anh cái thông tin đó là cái việc mà Tổng thống Donald Trump, nhiều người không biết là ông sẽ tái đắc cử hay không, thì cái chuyện đó anh có nghe được điều đó hay không ạ? Tôi hỏi mấy trên ngoài, ông phục trăm phần trăm ngàn luôn đó. Ông nghe thắng lại, ông còn thắng luôn cái hạ viện nữa, giống như bữa bà Thái Anh Văn trước khi đắc tổng thống là tôi nói với mấy bạn bè tôi, ông nói đừng lo bà sẽ thắng, tại vì cái nhiệm vụ của ông chưa có xong, ông cũng có là thiên mệnh đó nha, ông chưa có restructure thế giới, ông chưa có làm cho thế giới Agonai ổn định lại, làm sao mà ông rớt được ở trên đâu cho ông rớt. Cái ngày mà ổng với bà Harry mà tránh nhau đó, không ai nghĩ ông thắng. Đêm ngay ngày đó tôi ngồi thiền, tất cả các chư Phật từ ở Bắc Cu Lô Châu, Nam Thiện Bồ Châu, Đông Tây gom về để mà coi cái buổi sáng đó, để coi ai là người làm tổng thống. Tất cả chư Phật về cái trái địa cầu này ngày hôm đó, đó tôi nói thật. Còn tôi nói hôm nay chỉ có những người nào cao hiểu và đó là sự thiệt, thì tất cả các chư Phật ủng hộ ông dữ lắm, không dễ gì, không có sứ mệnh đó, ông sẽ thắng lại và ông sẽ nắm luôn cả hạ viện. Cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Đảng Cộng Hòa ông nắm hết rồi, ông sẽ ở lại cho đến khi mà xong nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ giờ là chưa xong mà, nào xong tự động cũng đi à. Một bài toán của Tổng thống Donald Trump mà cũng chưa được anh nhắc tới cái vùng đó, đó là Bắc Triều Tiên, thì không biết như thế nào ạ? Sau này dân chúng sẽ nổi loạn lên, đem nhóc nó xuống, rồi hai nước tự thống nhất. Có nghĩa là khi mình chuyện mấy gì nói là đồng bộ, Thượng Đế không phải lo cho trái đất này nha, lo cho cả cái vũ trụ. Cái trái đất này á, là của Phật Mẫu, và Phật Mẫu là Phật đứng trên trái đất, là mẹ đó, cha trời mẹ đất. Lo sáu cái lục địa của thế giới này á, là có sáu mẫu. Cái mẫu của Mỹ này nè là bà nữ thần tự do đó, thì có cái cơ hội con lần gặp bà mấy lần, mỗi tấc cũng đều gặp bà, thì ở trên này phải nói là thế giới phải đồng bộ. Đồng bộ có nghĩa là không còn cái ác trên thế gian, có nghĩa là những cái nhà độc tài cũng gọi là ác, cộng sản cũng gọi là ác, nó phải thật. Rồi con người sau này còn nói xong, người sau này chỉ có đạo một à, tức là học theo cái kiểu ngồi thiền Phật để mà cái mở cái pinnacle trong đầu mình á, thì khi có cái đó rồi con người nó có cái lực để thay dựng tốt và đóng tiền mở cái lab, cái design này kia. Khi mình có mấy đó anh biết trước, anh bớt hao tiền tốn của cái tuổi thọ của anh, làm được nhiều chuyện như thế gian hơn, thì trong tương lai nhân loại á, sẽ đi du hành không gian dễ hợp. Cái trái đất này á, nó sẽ trở lại environment good trở lại, không có còn như bây giờ bao nhiêu tiền nó đổ vô chế bom súng đạn, không phải vậy. Qua cái thời đại mới á, là cái gì cũng tốt hết, không phải chịu khó trong lúc này một chút. Việt Nam mình sau này ngon lắm, tại là tôi đầu thai là người Việt Nam, tôi luôn khắn về Việt Nam, kiếp này cũng giống như đang đóng phim của Việt Nam vậy. Chứ có một lần trên cho tôi biết, lúc mà tôi nghe bên Vũ Hán mà nó bị cái đó đó, tôi cũng buồn lắm. Biết sao tôi buồn không? Tại một cái tiền kiếp á, thời xưa đó, là Hán Vũ Đế á, là cũng là tôi đóng vai đó, đó cũng giống như Trạng Trình là ông làm Lão Tử nè, cái ông đóng vai ông Bạch Thầy Tang nè, cái ông đóng vai ông Huỳnh Hữu Sổ luôn nè, ông đóng vai nhiều vai, ông đóng vai luôn vai Cát Lượng nữa, Khương Tử Nha nè. Cho nên ngài rất là gần với tôi, ngài dạy tôi hoài à. Có nhiều người đóng phim đó thôi, cứ xào tới xào lui bao nhiêu ngàn năm nè, để mình chi mục đích đó là cái team này á, để dìu dắt nhân loại vào một cái con đường tốt đẹp hơn.
chứ còn thiên ma nó xuống đây nó chỉ có ham vật chất giống tụi rớt thờ Satan mà ở dạo, thì mình phải có một cái good trainer thì mình mới thăng tiến được, chứ còn nếu mà mấy cái cõi kia trên cõi trời sướng quá đâu ai chịu tu đâu, mình phải sống với con vợ nó giữ cho mình mới thành nó hiện được. Cái nói này hơi cao khó ai hiểu. Dạ. Anh cuối cùng thì cái vấn đề quay trở lại, corona vẫn là cái vấn đề mọi người đang lo lắng hiện nay. Để đóng lại cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì anh có thể cho lời khuyên gì đối với mọi người và có những điều gì anh muốn chia sẻ thêm, thưa anh? Thì bây giờ mình đang Mỹ, đang Cali, anh ở miền Nam cách đây cũng 500 cây số, tôi ở miền Bắc. Hôm qua tôi có nói chị hỏi mình không gì hết, chỉ lác đác thôi, đâu nguyên văn mấy gì nói. Không có cần phải lo ở Mỹ nè mấy, tôi đang lo cho bà con dòng họ mình bên Việt Nam kìa. Mấy vị nói là chết hàng thứ nhì á, mà ở bển á, thì cái Ninh Ninh không có, tôi không biết ở trên có xây chuyển giờ chót không đó, mình không biết nha. Thì ở đây thì mong tất cả mọi người chứng bệnh này đừng có quá lo, cứ hồn nhiên nhưng mà bớt đi chỗ đông người thôi, cũng không có cần phải panic. Rồi nếu rảnh đó, thì ở nhà thì chi cứu mấy kinh điển sắm chân trình đó, với Đức Thầy Đại An Huỳnh Quốc Sổ đó, ở trong đó đó thì nói những cái nó hơi khó tin nhưng mà mình phải ngồi mình tưởng tượng ra một chút, giống như năm Đinh Dậu cơ trời hé lộ. Hé lộ là ai biết không? Tôi là Đinh năm 2017, là mấy vị cho tôi một cái thánh chỉ xuống tôi hoảng hồn luôn á, thì bắt đầu lộ cơ là hé lộ. Thì ở đây cũng có nhiều người miền Tây người ta đang tìm coi đó đúng không, tìm tìm tôi nữa chưa xuất hiện được. Thì corona uống nước nhiều vô, cứ uống nước nhiều với để trong xe cái loại cái chai mình xịt xuống mình rửa tay rửa đều đều đều, bắt tay ai cũng được rồi đừng bắt vậy đó. Rồi, bớt tập tụ đông người bớt chữ lộn dưới nó mấy mấy đại ca ăn ở không rồi ra là Starbucks ngồi chơi rồi tối ngày rảnh quá biểu tình tối ngày rồi cứ đi ấy. Cái đó không có tác dụng gì hết, chỉ làm cho người mình ghét người mình thôi. Ở đây tự động khi mà tàu mà nó có cái chế độ mới rồi đó là mọi người sẽ hiểu hết. Lúc đó bữa mày chửi tao tao chửi mày, lúc đó khó gặp mặt nhau nữa. Thôi bây giờ làm hòa trước đi, Hoàng Kiều đâu cần phải sợ, Trung Quốc đâu nghe lời nó, ổng người tốt à, ổng là cốt là con nai đầu thai xuống ở tầng trời thứ tư. Nhóm nhân dượng là nhật dượng là anh kim quy đồ ra em chỉ giàu đó. Ở đây tôi biết cốt hết, nhiều người tôi ngồi tôi hỏi mấy gì nói. Ông anh có nhắc tới ông Hoàng Kiều ngày hôm nay, nếu có một cái lời cố vấn tư vấn nào đó đối với ông Hoàng Kiều, anh sẽ nói gì ạ? Xưa giờ tôi rất thương ổng, là vì những người mà ở ở cõi trời xuống mà họ có phước họ giàu á, là cũng là cùng một cái nhiệm vụ ở thời mạt pháp này. Giống như Lê Bình Chương thì ở cõi Quan Âm Thiên xuống, ổng đầu thai xuống để mà ổng giúp môi trường, biết nhiều người nhờ ổng khỏi đi bác sĩ khỏi chết biết không, ổng còn hơn là vua bác sĩ nữa, không phải vua rác. Ông Hoàng Kiều cũng vậy, cõi trời xuống có một chút là hơi hơi quên đi, đâu phải xuống đây ai cũng nhớ rồi. Xuống đây mình phải theo cái tự tánh mình, mà khi tôi chơi với người nào á thì tôi phải coi cái chân mệnh của họ là gì tôi mới dám nói chuyện. Hiểu có nhiều người cốt quỷ tôi đâu, tôi biết là giàu sao bề ngoài với xạo thế trong rất là hung dữ, ổng là người hiền ổng trên xuống, thì tôi cũng đang thánh nhà ổng giờ chết mong ổng nhớ lại cốt ổng để ổng hiền lại thôi. Hiểm hiền lại thế giới dưới miền Nam Cali sẽ bình an, thì mong anh cũng hiểu tôi, bữa nào anh em mình ngồi uống sợ bật, tôi biết nhiều chuyện của ông lắm. Bớt làm cộng đồng náo nhiệt, cái này giống như entertainment cho mấy thằng qua Nam thôi, không có gì hết trơn, không ăn nhậu vậy giờ nó tụi nó giờ nó lo nó không
nó lo nó không xong thì làm sao mà nó có cái control của bên mình được nghe. Mấy năm trước hồi xưa nó có control mình, cái vợ nó xong hẹn rồi, không có cần phải lo quá về nó, giảm lại. Tôi nói này ra cứ đụng chạm, nếu đụng chạm xin lỗi nha mấy đại ca, tôi người vô tư nó không có chính trị, nhưng mà hiểu gì nói cái đó để cho mọi người bớt tốn tiền, bớt tốn thời gian, rồi hiểu ngoài cái cõi hữu hình của mình đó, lúc nào mình cũng sống song song với cõi vô hình, chư thiên chư Phật chư Bồ Tát lúc nào cũng ở trên đầu mình ba tấc đất, đất à. Chứ không phải có mình ý có mấy đồng tiền muốn làm gì làm đâu, không nói phải vậy. Trên mà ghét hả, lấy lại cái một. Ở dưới thế gian mình á, cái bank statement á là một chuyện, nhưng mà cái bank statement ở trên trời á, nó cũng có, ở trển có nhà băng đó ha. À, ở trển anh dù nó anh có 1 tỷ mà anh 1 tỷ mốt là anh xanh cho bệnh rồi đó, hoặc là có vợ nhỏ rồi đó. Cho nên cái ở trên á là control cái giới hộ giới của mình. Tất cả các lãnh đạo thế giới nó cũng giống như con cờ vậy thôi, tiếng chốt qua xe gì thôi à, chứ không có gì hết. Anh Ngô Tuấn Kiệt, anh Ngô Tuấn Kiệt là một là chủ nhân của Thiên Long Sơn, đồng thời anh cũng là chủ nhân của một hãng công nghệ ở trong một cái khu vực công nghệ nổi tiếng thế giới. Mà giờ đây anh nói những hôm nay anh nói ra những cái điều hết sức là tâm linh như vậy thì chắc chắn là sẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên, ngỡ ngàng, thậm chí là có thể sẽ không tin hoặc là sẽ có những cái Nó hùng đúng không? phản hộ, Tôi đi chỗ nhiều rồi, chắc là nó cũng hơi sẽ nói như hơi vậy. tính thôi. Anh nghĩ sao? Và anh thấy như thế nào ạ? Chỉ có người quá vô minh, quá cứng đầu, quá sức gọi là ngã mạn mới không có hiểu. Bây giờ anh lên Google anh bấm được bao nhiêu cái thiên tai địa chấn trong vòng 7 năm qua, so lại với thời gian trước, những cái gì nó xảy ra ngày hôm nay. Anh nên nhớ, tôi có 400 đệ tử, mỗi tháng tôi phát lương gần 2 triệu. Tôi đi họp hành mặc áo vest, chứ tôi không phải mặc áo này mà tôi lại Phật tốt ngày đâu. Tôi có 2 mặt, tôi mượn cái đời để tôi làm đạo. Ở trên nói con phải cực khổ thì nó mới có công đức. Còn mà ký check như kiểu Bill Gates hay là cái này 5 triệu, này 3 tỷ, cái đó quá dễ, nó không có công đức. Cho nên tôi không phải dùng cái khả năng đó tôi làm thực tế. Để còn nhân viên thì phần nào là phần đó, thì giống mình nói, tôi nói mày tin tao á, thì mày tốt, còn mày không tin tao á, thì cũng không sao, nhưng mà lương bổng mọi chuyện nó rõ ràng là được rồi. Ở trong hãng tôi á, cái những chuyện á, giống như tôi bị cắp đồ, tôi đâu có cần khen rạ đâu anh. Mà thì tôi hỏi ngào á, tôi kêu đúng tên nó vô hỏi 1 tiếng đồng hồ nó ngồi chối, sao anh biết không biết. Tao nói mày á, ở trong cái hãng tôi á, là giờ trên núi á, mấy chư đầy hết, mấy chư vị canh đầy hết, mỗi một lần mà mấy chư về mà họp trên Thiên Long Sơn nguyên cả cái bầu trời Bắc Cơ Ly sáng rực, biết bao nhiêu mấy ông rồng canh ở xung quanh tôi, không có người nào nói láo tôi được, tôi dám bảo đảm người ta suy nghĩ gì tôi biết rồi. Tôi chỉ thương người tôi nói thôi, mà tôi cũng không có hại ai, nào giờ là Phật dạy mình từ bi không có kẻ thù, tôi chỉ muốn giúp đời thôi, còn ai tin thì tốt, còn không tin á, đến khi mà tại sao nhà tôi có chuyện hoài, vợ tôi quậy tôi hoài, con tôi quậy tôi hoài, tại sao tôi có tiền mà cái tâm tôi không an, rồi tối tôi ngủ không được, mấy cái bà mấy người giàu đâu ngủ được, lý do là không không có hiểu gì mấy cái này. Cho nên cứ nghĩ mình có tiền là ngon, đó không phải. Mấy ông ma tối giỡn, giỡn tối ngày làm sao mà ngủ được. Đây có nhiều chuyện về mặt tâm linh ghê lắm. Quỷ sứ nó cũng có bùa ngải, giờ ở Việt Nam xài bùa ngải không? Chỗ nào có Phật, chỗ đó có quỷ. Anh nên nhớ như vậy. Nhưng mà hiện thời nay á, Phật Thánh Tiên xuống phàm nhiều lắm. Mấy trăm người để mà làm lại cái màn mới. Thì anh chờ 1 năm nữa đi sẽ hiểu thêm, thì lúc đó biết thì cũng không có muộn đâu, cũng ok. Nhưng có cái bây giờ thì tốt nhất cứ coi như information đi, giữ trong đầu đi, đừng có phê phán gì, phê phán rồi mốt khó gặp nhau khẩu nghiệp à, tội. Chứ giờ Phật Di Lặc đang ở chúng mình,
chưa xuất hiện để cho Trung Cộng với Việt Cộng biết thế gian có nhân quả đó. Tất cả những cái gì á, bệnh hoạn hay là chiến tranh đó là để muốn cho chứng minh cho nhân loại biết là có nhân quả kế bên. Thì khi đó đó họ sẽ ra đời để dạy dỗ mình một cái xã hội mới, một cái cuộc đời mới tốt đẹp hơn, và nước Việt sau này sẽ là thánh địa ở bên núi Cấm. Xin cảm ơn rất nhiều và cũng rất là lạc quan rằng là như anh nói sau những ngày này thì những cái tương lai trong những ngày tới sau tháng 7 sau năm 2020 là những ngày tốt đẹp hơn. À, mình nói là bởi vì nói làm sao mình nói vậy nha, mình phải tiên tri, nhưng mà thường giờ chót á, nếu mà không có gì thay đổi thì nó sẽ xảy ra 80-90% vậy, nhưng mà cha thượng đế là người quyết định cuối cùng. Đó là lời của ông Đức Bình Phú Sổ mấy năm trước, ngài nói tất cả tiên tri không ai trúng hết, chỉ trúng 80 thôi, 20 còn lại là do Tam Thánh Tòa với Hội đồng Chư Phật ở trên trời á, quyết định đó. À, thì mình chỉ nói tới đó thôi, còn như bây giờ chót nó, nhưng mà mục đích chính là sẽ không còn cộng sản thế giới trong cái thập kỷ kế tiếp, tất cả mọi thứ trả lời cái thiện và cái thật cho nhân loại. Người Việt Nam sau này rất là hãnh diện, là người Việt Nam, người Do Thái thứ hai, thánh địa sẽ ở Việt Nam. Xin cảm ơn anh với những chia sẻ tâm linh của anh ngày hôm nay và chúc anh một ngày thật là tốt lành. Xin hẹn gặp lại anh trong những lần tới thưa anh. Ok, bữa nay cũng cảm ơn anh Lăng, là cũng ngẫu hứng đó, nhưng mà có đụng chạm gì xin các bác, các đảng, các đại ca bỏ qua nha, mình từ bi không có kẻ thù nha, chỉ là nói mong ai có hiểu được thì giúp ai được gì cứ giúp thôi, chứ không có ý ngã mạng hay là nổi tiếng gì, mình không cần mấy đó đâu. Ok, Dạ, xin chào anh Võ Tuấn Kiệt. anh Dạ. Lăng nha.